Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay mình lại tiếp tục với series sinh tồn thời tiền sử trong phần chơi ARK. Hiện tại đó các bạn, thì mình đã nuôi và nhân giống ra được tất cả là 5 con rồng nè. Mình nuôi để mình lấy trứng. Thì hôm nay thì cũng đã có được một mớ nè. Mình để nhiều nhiều ra, sau đó mình sẽ sử dụng nó để mình farm element một lần luôn. Và nó lại tiếp tục đẻ nữa nè. Ở đây thì có ổ trứng cho nên là nó sẽ tự động lụm vô cho mình thôi. Trong tập ngày hôm nay á, thì mình sẽ xuống phía bên dưới này, quay trở về với lại căn cứ của mình một phát. Trong tập ngày hôm nay mình sẽ chế tạo ra cái Dragon Keeper đó các bạn, để mình đi thu phục thêm mấy con như con rồng bóng tối nữa. Con đó thì chắc là sẽ có rất là nhiều chiêu để mình có thể thử sức mạnh của nó đó. Hôm nay thì mình sẽ chế tạo ra cái Cooking Box á. Đó, cái này thì sẽ giúp cho mình chế tạo Keeper nhanh hơn, đỡ phải sử dụng cái công thức lằng ngoằng của Vanilla ha. Đó, mình sẽ đặt nó ở chắc là phía bên này đây. Đây, phía bên này cho nó thoáng thoáng nè, chỗ này đang có không gian nè. Đó, ở trong này thì mình có thể chế tạo được Keeper và cái Dragon đó. Cái Keeper Dragon đó nó cần có cái Keeper cái Keeper màu xanh đó. Keeper màu xanh là cái Keeper này nè. Mình sẽ chế tạo 3 cái thôi. Lần trước thì mình phát hiện nó ở bên cái khu la mạc ở bên đó đó. Cái mình thấy là nó ăn có 3 cái Keeper thôi. Đó, từ 3 cái này á. Sau đó thì mình sẽ nâng cấp lên thành cái Dragon Keeper. Mình cần có 3 cái luôn. Hút một cái. Mở giao diện lại một cái ăn xem mình thiếu gì á. Dragon một phát thì mình thiếu thiếu Major Berry với lại mật ong à. Mật ong á thì cái này nó cũng có thể tự chế được luôn nữa. À, trong này có nè. Mình sẽ quất 3 cái luôn đây. 20 meter cho một cái mật ong thôi là được. Giống như kiểu mình bỏ meter để mình mua vậy đó. Bây giờ thì đang gần một phát là thiếu à. Berry ha. Berry thì mình lấy Harry lên trên này luôn đi. Harry chắc là mình để ở gần ở trong cái remote đó cho nên không có hút đồ vô á. Đây, Major Berry trong này có nè. Bây giờ thì đang gần một phát thôi. Hút 3 cái, quất một phát. Rồi, bây giờ thì sử dụng tới con Wyvern của mình đây. Mình sẽ làm một chuyến nha. Dịch chuyển quay trở lại sa mạc một phát. Hôm nay thì bắt con đó nữa là mình sẽ có được ánh sáng nè, lửa nè và bóng tối. Chắc là mình sẽ đi tìm con thêm con rồng băng nữa cho đủ bộ tứ luôn á. Vừa lửa vừa băng, ánh sáng thì sẽ có bóng tối luôn nữa. Mình thấy nó lần trước ở phía bên đây nè. Nó có màu tím tím. Con này thì mình chỉ là cần lấy cây cung của mình ra mình nã cho nó một phát thôi, chắc là lụm rồi. Đó, nhào xuống một phát. Rồi, xong. Kế bên đây mình có con đây con Lightning Red á. Cho nên nó nghe nó lâu lâu nghe nó hú lên một phát. Bên đó mình thấy có con gì đó đỏ đỏ nữa. À, Terrorbird hả? Terrorbird thì mình sẽ vô mình xử luôn đi. Để cho nó an toàn mình leo xuống không. Bên đây thì có Honey nữa hả? Honey Lightning. Con này thì nó giảm phút xuống kìa. Nó đói cũng nhanh đó chứ. Bây giờ mình sẽ cho nó 3 cái này vô hơi là lụm. Con này chắc cần có yên cưỡi của Unit á. Chắc không cưỡi liền được đâu. Đúng rồi, cần có yên cưỡi của Unit. Cho nên mình sẽ lấy con Dragon ánh sáng. Mình mượn cái yên cưỡi của nó luôn á. Đây, mượn tạm đi. Lát nữa mình sẽ về chế tạo yên mới cho em nó. Con này mình cũng sẽ cất vô. Rồi gắn cho con này thì chắc là được. Đúng rồi. Nó còn bộ tứ của nó cho nên có thể sử dụng yên cưỡi qua lại được. Con này mình cũng sẽ chắc cơ vô một cái. Chuột phải ơi. Chuột phải là cái con ánh sáng nó sẽ bắn ra ánh sáng. Còn con này bắn ra cái tia cũng giống y như vậy luôn. Nhưng mà màu tím á. Còn chưa ít thôi. À, ít cái con kia thì bắn ra cái quả cầu xanh lai. Còn con này thì chắc là gọi là quả cầu bóng tối rồi. Còn cái chiêu C là nó cũng là ánh sáng luôn á. Uầy, gì mà nổi là một nùi đam vậy. Còn bị hiệu ứng đốt cháy nữa kìa. Ủa, kêu bùng nổ nữa hả? À, bùng nổ giống như con rồng ánh sáng á. Làm cho mục tiêu bị dính cái hiệu ứng mắt quỷ nữa. Rồi này thì bắn bóng tối nè. Quả cầu bóng tối này thì mình có thể spam liên tục được luôn. Uầy, nhanh dữ vậy. Chiếu này thì có mấy con Dodo Red với lại Gigan nguyên tố không? Xuống mình nổ năng lượng cái ăn. 5.000 đa một hit, chưa cộng gì hết á. Cái này ôi, nó còn có hiệu ứng gì ở trên nữa kìa. Hiệu ứng đa gần, sức mạnh của đôi, sức mạnh của rồng địa ngục. Oai. Con này mình sẽ cho lên thêm
chắc là 200 thôi. Phần còn lại thì vô thêm chút máu nữa. Sau đó thì vô thêm một chút sức mạnh cho em nó một phát. Bùng nổ năng lượng nè. Ngoài 90 mấy ngàn đam á. 4.000 cho một cái chiêu tia ánh sáng. Và nó lan rộng ra phía bên ngoài thêm nữa. Để xem thử đây. Nó thì mới có 139 thôi. Cộng thêm vô một phát. Con này chắc phải thử với con tê giác á. Đánh với con tê giác ở phía bên đây nè. Để mình thử cái hiệu ứng một cái ha. Hồi nãy mình thấy có hiệu ứng kết. Bắn xuống cái, đúng rồi, có hiệu ứng kết kìa. 100 mấy hả? Ủa cái hiệu ứng này là kéo theo kiểu phần trăm máu nè. Cho nên nó quất một phát 100 mấy chục ngàn đam. Còn cái chiêu ánh sáng này thì nó sẽ kéo mình 1 giây ha. Mình mà đứng im cho nó kéo 1 giây lằng ngoằng luôn á. Nó có cả cái chiêu chiêu rời nữa. Chiêu rời là mình có thể spam liên tục được luôn. Và chiêu ít cũng spam liên tục được. Con này lát nữa mình sẽ cho nó lên tối đa sức mạnh thử. Còn bây giờ thì mình xuống dưới này mình bắt con Red luôn để nó chết mất á. Red đây. Con Red Lightning luôn nè. Bây giờ mình sẽ hạ cánh xuống. Con đó thì 100k tuber thôi. Một viên à. Đây thì bùm một cái ăn. Đảm bảo khu vực này có con ngựa nữa nè. Ngựa Alpha cắn thường thôi là được rồi. Con này thì không có sử dụng được cái cung khi mà để ăn cưỡi nó ăn. Mình phải leo xuống phía bên dưới thôi. Nó không như con Wyvern. Wyvern thì nó cơ động hơn. Đây đây đây. Dính nè. Xong. Ôi con rùa. Ôi chết rồi. Bắn cho con rùa xỉu luôn ơi. Con gì cắn nó hả? À có con kiến ở dưới đang cắn nó nè. Rồi luôn bị quỷ kiến cắn á. Kiến nhỏ quá nó đầu đó chui dưới chân nó cắn chết rét luôn á. Mình nhớ là lần trước bên đầm lầy hình như có một con nữa. Đào lên qua phía bên đó thử xem mình có không ha. Con này mới nâng được có 195 chỉ số sức mạnh thôi. Vẫn còn có thể uống thêm kinh nghiệm vô để luyện thêm cấp á. Bình nhỏ ha. Bình bự thì cũng nhỏ luôn. Bình bự mình để nhà hết rồi. Lúc này mình phụt cái ra. Rồi nó đảo xuống mình nổ luôn. Bầm một phát. Ui con trên này chết luôn nè. Kế bên thì có. À con này hả. Mình sẽ cho cái chiêu này vô một cái ha. Đó nó dính hai hiệu ứng luôn kìa. Còn cái chiêu này nữa là thêm cái kết vô nữa. Tất cả là con rồng này của mình nó có 3 hiệu ứng luôn á. Và con tơ giác chịu không nổi ăn. Kéo đi 1 giây luôn mà. Nhớ nhớ đâu đó phía bên đây có một con nữa. Đây nè. Cũng 580 á. Được á, con này xịn hơn nè. Con khi chết thì có con phía bên đây. Đây. Hôm nay thì cố bắt nó luôn á. Trên kia ăn gen bình thường ha. Uầy, thêm một nữ chiến binh nữa. Nữ chiến binh sao level cùi cùi không á, có 40 không à. Chưa thấy có nữ chiến binh nào level cao hết à. Đây thì mình thấy có con Red trên này cho nên mình sẽ chạy lên mình bắn nó luôn. Nó đang cắn cắn cái gì đây á. Quất cho một phát nè. Mấy con Saber ở phía đằng sau á thì không cần không cần không cần. Kéo bà đáp đồ đồ à. Xuống đây thì một cạp. Đi bằng con này là gọn liền. Xuống đây mình cho nó. Chắc là phải có bình thuốc vô á. Với lại ít thịt đùi vô nữa là được. Con này phải có thịt đùi. Đùi nè với lại bình thuốc. Rồi lắm. Lát mình sẽ cho nó uống cái bình thuốc thần kỳ vô luôn các bạn. Để cho nó mạnh hơn nữa ăn. À đúng rồi. Con rồng như của mình thì bóng tối. Con đát đó mình cho nó uống bình thuốc vô thử xem coi. Đó con rát cũng xong nè. Con bóng tối đó thì chắc là được. Ví dụ như mình sẽ cho nó bình thuốc mình đang có trong người nè. Bình màu tím tím đây nè. Uống cho em nó một cái. Đó. Cũng lên 100% luôn. Con này thì còn có yên cưỡi không. Con này còn yên cưỡi rồi. Trở về căn cứ một cái. Ở đây thì mình sẽ cho con này lên tối đa sức mạnh thử một cái ăn. Mới có 100 mấy thôi. Đó. Ok. Bây giờ thì cho nó bình máu vô một cái ăn. Trong người nó không có máu cho nên mình phải quất một phát. Đó. Bên đây thì con này hả? 40 hả? Đâu nổ thử một cái ơi. Uầy, gần 300.000 đam ăn. Cộng với mấy cái hiệu ứng nữa. Con này thì có thể bay phía bên trên nhả xuống phía bên dưới. Sẵn ở đây đó bạn. Gần chỗ bên bên đây nè, bên khu băng á. Cho nên là mình sẽ qua phía bên đây để mình khám phá.
Xem có con rồng băng không? Lần trước mình farm trên mấy cái núi á, gần gần khu băng á, là mình thấy có con rồng băng nữa. Lần đó thì level nó hơi cùi cho nên mình xử nó để mình lấy element luôn. Mà lần đó thì ở cái núi bên gần căn cứ của mình chứ không phải bên đây. Sẵn phía bên đây thì mình sẽ đi vòng vòng mình khám phá luôn. Đây có mấy con quái vật à. Ui 580 luôn à. Đang chơi với con Raptor. Ủa nó nhảy à. Bên đây thì con này thì kiếp bồ cuối luôn rồi, ba cái ăn. 340 thôi đã ba cái kiếp bồ rồi. 400 mấy là bắt đầu bốn cái ăn. Bên đây có thêm à, con này mình có rồi. Những này ui có Manticore hả? À dạ, có Manticore vào đây rồng nè. 140 ăn, bên đó một con nữa. Chứ nó thì Manticore. Manticore thường là để sẽ farm giống như kiểu cái con khỉ đợp á, để farm element. Với lại unlock cái công thức chế tạo. Mình xuống mình bắn cho một cái nè. Cái đó phụt ánh sáng một phát hơi lụm. Đó, unlock ra được cái quần tép nữa ăn. Dần dần mình unlock chắc là sắp đủ nguyên bộ giáp tép luôn rồi đó. Đây thì mình thấy nãy có hai con á. Một con thì bên kia đó rồng băng đó nhưng mà có 140 à. Còn một con nữa thì đậu dưới đất nè. Con này thì 520 à. Được á, 520 được nè. Nó đâu nó lủi lủi trong đó. Cái bên của con Raptor nè. Nổ cho một cái đi. Gần 300 ngàn. Đây thì chim kính cục. Con rồng băng mình sẽ cắn thường thôi à. Để chúng đó đó. Con này đánh diện rộng lắm. Con nó 77 ngàn tư bơ thôi. Ui, một phát một phát. Bài phía bên ngoài dính à. Lại gần gần luôn. Rồi xong xong. Rớt. Rớt ngay tại chỗ luôn. Con này thì bỏ thịt đùi cho em nó là lụm. Cho nó bình giảm phút vô luôn. Đó lấy bớt ra. Mình sẽ thử luôn cái con này một cái. Con này chắc là mượn cái yên cưỡi của bóng tối qua. Hay là mình kéo con Titan qua phía bên đây luôn. Đem Titan qua phía bên đây luôn. Lôi cái căn cứ của mình. Đó. Sau đó thì mình sẽ lên phía bên trên để mình chế tạo không. Chế tạo cho nó cái yên unit đang gần luôn phát. Unit thì phía bên đây. Đây đây nè. Quất hai cái luôn. Một cái cho con Lightning trở lại. Một cái cho con rồng băng luôn. Con kia thì chắc là tạm thời ẩn vô một cái đó anh. Để thử sức mạnh của con rồng băng cái. Xem cái bộ chiêu của nó có nhiều giống như mấy con ánh sáng đâu không anh. Cái bóng tối được không nè. Chuột phải nè. Ờ à, chuột phải là phun ra như vậy là giống giống kiểu rồng lửa. Còn chiêu này là bắn quả cầu. À rồng lửa thì bắn quả cầu lửa. Còn con này thì chơi cục băng. À spam cục băng nè. Phun lửa hở cái. Này là phun băng chứ không phải phun lửa ăn. À là mục tiêu bị đóng băng. Lửa thì sẽ đốt mục tiêu, còn băng thì sẽ làm đóng băng. Bắn cái cục này thì khó trúng nha. Nhưng mà đóng băng liên tục luôn á. Bị đóng băng nhưng mà vẫn có thể bay được à. Nó bay thì chậm trở lại hay sao á. Bắn thì được 700 mấy. Đó canh ngay vô mình bắn thì nó sẽ đóng băng. Đóng băng một lần mười mấy giây và rồi nó đi luôn rồi. Đóng băng mục tiêu không phải chống cự được. Bây giờ thì mình sẽ trở lên chốt tốc độ một cái đây. 200 để cho di chuyển mượt mà hơn á. Sau đó thì dồn cho sức mạnh. XP thì nãy để có một XP nhỏ nè cũng được. Xem ơi còn con nào nữa không. Có hai con rồng á. Một con chuồi với một con 500 mấy thôi. Để mình sẽ đậu xuống đất xem có chiêu nổ không. Chuột phải nè. Ờ không có chiêu nổ. Ồ chiêu R thì R cũng không có luôn á. Chiêu C. Chỉ có chiêu C là phun hơi thở ra nè. Vậy là con lửa với con băng á. Là hai con này nó giống nhau á. Chỉ khác nhau ở chỗ cái hiệu ứng thôi. Còn ánh sáng với bóng tối là nó sẽ có chiêu nổ. Con này không có chiêu nổ. Được cái có chiêu đóng băng nè. Có thể đóng băng mục tiêu liên tục luôn. Bây giờ con phân đây mình đóng băng một cái. Chính là đóng băng đam cao dữ à. 4.000 mấy á. Xuống mình tìm con gì đó xịn xịn hơn đây như Baronto dưới này nè. Mình cho nó uống bình XP vô luôn á. Cái đánh là sẽ lên được cấp nhiều lắm. Ai uống bình XP vô một phát. Sau đó thì mình sẽ spam chiêu băng nha. Đó mười mấy giây. 13 giây chờ đợi thời gian cooldown. Trong lúc đó thì mình có thể spam tiếp. Nhưng mà nó cũng sẽ tan băng dần dần theo thời gian. À mặc dù vẫn còn hiệu ứng nhưng mà nó tan băng rồi thì nó sẽ di chuyển được.
chỉ còn lại cái hiệu ứng làm chậm thôi. Một phát là coi như 2000 mấy, và spam thì băng mù mịt bay tung tóe hết. Chiêu này là phun lửa nè, hơi lạnh nha. Đại ơi, ấn chịu băng thử một cái nè, được 20 mười mấy thôi. Còn hơi thở lạnh này thì chỉ được 13 kéo một giây. Chiêu băng này liên tục, control thì control lắm, chiêu đập cánh. Đập cánh thì sẽ farm được, để farm được tháp với lại gỗ, đẩy lùi mục tiêu à. Còn này thì đóng băng mục tiêu nè, 7 mấy thôi. Và cái xác của con mực ở phía bên dưới này vẫn còn, cho nên sẽ hạ xuống ha. Ở dọc cái xác mình lấy thêm ít ọt nữa, 100 mấy, 100 ọt. Bây giờ thì với con này thì đi về với lại căn cứ thôi. Vậy là rồng bóng tối với ánh sáng nhận xịn ha. Đặc biệt nhất là con rồng bóng tối á, đang ở level cao nhất cho nên là em nó rất là mạnh. Bây giờ mình sẽ về với lại căn cứ một cái. Mình sẽ chế tạo cái yên uni cho cái con Red á, Lightning hồi nãy mình mới bắt xong. Cho Titan ở phía bên ngoài cho nó thoáng thoáng một cái á. Red unit chắc là cũng cái này thôi. Quất luôn một phát. Lấy cái này ra luôn ha, để lát cho con cái con Lightning của mình á. Rồi bây giờ thì trả lại yên cưỡi cho con ánh sáng cái ăn. Quất cho em nó đa gần lên. Rồi. Đó, đây là gồng băng nè. Còn đắt thì mình sẽ tìm chữ đắt. Đó, sau đó thì có bộ ba, thiếu con rồng lửa kéo xuống nữa thôi là xong. Ở đây thì Lightning nữa nè. Lightning này thì chắc là liên quan tới điện nha. Red một phát à. Chút tốc độ trước đây, mình sẽ thử đa mặc định cái ăn. Hú hú lên á. Con này thì mình sẽ thử ở gần chỗ căn cứ của mình thôi. Gần đây cũng hay xuất hiện mấy con nguy hiểm lắm. Chụp phải một cái thử ơi. Ngoài 400 ha. Ôi bắn chi tia điện hay tia ánh sáng vậy. Ây da, cái này vừa điện mà có vừa ánh sáng nữa. Giống hiệu ứng của con rồng ánh sáng quá. Ít thôi. Hoài bùng nổ hả? Bùng nổ chiêu điện. Còn chiêu C. À chiêu C lấy ở trắng à. Còn Quy R. Rồi thì rồi không có à. Ờ thì không có. Control Alt Shift. Ờ không có. Vậy là có chiêu bùng nổ. Bùng nè. Ánh sáng nè. Ánh sáng thì kéo 1 giây. Trắng nè. Sau đó thì cắn làm cho mục tiêu bị chón đi chậm trở lại. Ồ, cho một phát. Có chừng. Lên chút cái đã. Quỷ Raptor này nó dòm ghê lắm. Dòm tới tấp luôn á. Ồ, cho một phát. Sau đó thì cắn cho một phát làm chậm. Gãy xương tùm lum á. Nếu mà mình cắn dòm vô thì nó sẽ cũng bị dòm cái hiệu ứng gãy xương vô luôn á. Rồi, nổ một phát. Không được, đẩy nó ra. Coi chừng nó cắn chết mình luôn á chứ. Ô, thôi. Đang đánh còn ị nữa. Sắp đi luôn rồi kìa. Mình sắp đi chứ không phải nói sắp đi đâu. Ok, xuống nhanh. Tận dụng. Raptor này đánh ác thiệt chứ. Dạ. Cái con mũi xuống hả? Ủa cho một cái, cho nó an toàn một cái. Uống cho nó thêm bình máu vô, sau đó thì bắt đầu cho nó bình XP vô luôn á. Đây có 100 mấy bình nè. Uống vô cái mình sẽ cho con này đi đánh một phát. Đây đồ nhiều quá vậy. Không lượm thì ổn á. Đây nữa nè. Trên này chắc chắn là xác của mấy con Raptor bỏ lại. Quét dầu á. Quét dầu bên đó cũng bình thường. Dưới này có con Raptor nữa nè. Đây con này mình cưỡi có hiệu ứng nè. Hiệu ứng bonus thêm đam với lại tốc độ. Cái đầu giống như kiểu cái đầu của con lát xương ở phía bên trên á. Đây thì trời ơi, kéo một giây ghê vậy. Chắn làm chón nè. Sau đó nổ năng lượng. Nổ năng lượng thì được có một đam thôi. Và nó bị tê liệt rồi kìa. Vô. Ủa, ánh sáng vô một cái. Ủa, nó đi luôn hả? Sau khi mà lên sức mạnh xong khác hẳn liền nha. Mạnh lên. Mạnh lên dần dần. 14, 17 điểm mà. Chưa có uống vô đúng không? Trời ơi, chưa hết nặng quá vậy.
Đồ trên người của mình. À do cái keeper này nhiều quá nè. Cho cái keeper vô ăn. Mới đánh xương xương quá trời keeper trên người. Cái này nặng tới tận 200 quay lận á. Nên em nó đi không nổi luôn. Bây giờ thì chắc là sẽ đó, di chuyển ngon lành liền. Anh pha đúng không? Rồi đây đây, uống bình XP vô một cái. Sau đó thì mình sẽ chuột phải một phát. Rồi nổ một cái đi luôn á. Thấy sáng sáng hiệu ứng đỏ đỏ chắc là của anh pha rồi. Và 400 nè. Mấy con đi bộ chắc phải cho nó lên 300 đi. Rồi bây giờ thì bắt đầu uống bình XP vô một cái. À uống bình máu vô một phát. Đó chạy nhanh hơn hẳn. Cắn thường. Cắn thường là được 29 gần 30. Còn ánh sáng này thì một phát là như 14 á. Còn chiêu C rồi. À C được chín mấy á. Còn này thì hôm nay mình cũng đã có mấy bình thuốc này nè. Cho em nó uống vô một cái. Lên thêm á. Bây giờ cắn thường nãy là gần 30 đúng không? Chắc phải ba mấy hả? 40 mấy luôn hả? Chà. Ngoài mong đợi luôn á chứ. Cái này mà uống cho cái con thủy đột nữa thì chắc là còn nhiều hơn nữa không? Uống mình máu vô một cái á. Đó cho nó hồi phục trở lại. Gần gần đây chỉ có con chim. À con rồng kia hả? Rồng kia nó đánh không lại. Đánh cự ly gần. Rồng nó mạnh lắm. Con này đánh cự ly xa kìa. Hôm nay xuất hiện nữa hả? Đau bên lụm đợn kế. Giờ chiêu nổ nó bao nhiêu ra. Mình sẽ xuống dưới này mình nổ thử một cái á. Nổ nè. Nổ chưa cool down. Nổ được 156 á. Nổ đó được cũng được mấy hit á. Còn chưa kéo lên một giây thì được 24.000. Rồi con này đem về thôi. Mình sẽ cho cái con khỉ đột nó uống thử cái bình thuốc thần kỳ vô một cái. Đây. Con này bình thường đánh là 1 triệu mấy đam một hit do mấy con bình thường. Con như 1 triệu đam ha. Mình sẽ cho nó uống cái bình thuốc vô luôn. Dứt vô một phát. Đập một cái. Trời. Mình sẽ thử sức mạnh con này ha. Sau khi có bình thuốc vô nè. Đánh ở kia lên gần thử coi có chuyện gì xảy ra không. Mình sẽ đập cho một cái. Dạ cái gì vậy? What? Một phát một đi luôn ạ. Chơi 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 chơi. Ây cha cha, về với căn cứ luôn rồi. Ở tập trước thì mình chơi đánh tầm xa ha, cho nên rất an toàn luôn á. Còn ở cửa ly gần là nó có chiêu đánh mình chết trên lưng thú luôn. Quay, nhanh nhanh mình hút đồ về chứ không con khỉ mình đi luôn. Hút đồ về và kéo con Mega về luôn một phát. Để xem ba, mình lấy bình máu trở lại ha. Vậy chắc phải cho con đó nó chạy vô nó đánh thôi chứ còn. Nếu mà mình cưỡi nó vô là mình sẽ bị chết trên lưng thú. Nửa cây của em nó nè. Nhìn em nó mạnh vậy thôi chứ cũng bị đi à. Mình vô mình dòm tới tấp mình chạy qua chạy lại á. Con này vậy phải đánh cự ly xa rồi. Đập tới tấp, đập tới tấp. Ồ lần này nó không đánh mình chết nữa. Được. Nó bao nhiêu máu rồi. Được được nè. Nãy chắc nó có chiêu phun lửa hay sao á. Bây giờ thì nhìn nó đủ lắm. Đó. Trời. Okay. Lấy được thêm mấy cái răng của nó đem về. Chứ con sao ban nè. Cái sao ban này chỉ uống cho vui thôi. Chủ yếu là cái răng này nè. Cái sáp này thì mình chưa biết. Nhưng cái răng này thì mình biết công dụng của nó rồi. Để sử dụng cho mục đích sau này. Bây giờ thì đi về căn cứ một cái. Lấy con bóng tối ra luôn ha. Để chung với lại phía bên đây là con sáng với lại con băng luôn. Chắc là kéo thêm một con lửa về ha. Cho con Titan này nó đi xa xa chút xíu ơi. Ra gần một phát con lửa. Đây con cái nè. Cái này mình cũng hay sử dụng không. Đó vậy là bốn con nha. Ánh sáng bóng tối băng sẽ có lửa. Và hôm nay thì cũng thêm được con Red nha. Thêm một chiến binh Red. Red thì mình có Red lửa nữa. Hôm nay có thêm Lightning nữa. Vậy là đủ bộ sưu tập rồng rồi đó các bạn. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi. Cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích những video của mình cũng như series sinh tồn trong phần chơi ARK thì đừng quên cho mình xin một like phía dưới video để mình biết các bạn thích. Mình làm tiếp cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.